Anh Ly à, bây đó anh có chơi TikTok nhiều không mà sao anh về anh cách ly anh chơi TikTok nhiều vậy? Tại buồn á. Tại buồn. Ấy là giờ anh có tiếp tục chơi không hay là anh thấy TikTok nó là sao? Vui đúng không? Chơi chơi vui mà. Ấy là giờ anh có tiếp tục chơi không là anh tập luyện? Cũng tiếp tục chơi đúng không? Có thích không? Thích mà. Vui đấy chứ, em thấy anh làm mấy TikTok vui đấy. Okay. Em follow anh trên TikTok rồi đó. Sao làm? Một tuần ra mấy cái nhỉ? Hả? Tuần ra nhiều, ra khoảng 30 cái. Nào không biết. Khi nào buồn là làm nhiều hơn. Vui cũng ra, vui vui. Ok. Gần kết thời gian mà làm. Anh đi gì tới anh Ly? Anh đi gì tới vậy? Xe taxi mà. À xe taxi à? Tại không có biết đường chứ. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Thành phố. Ở cái city á. Thành phố. Rồi. Đường nào? Không có biết, không biết. Tên đường. Vinhome á? Vinhome. Sắp tới mà đội Nguyễn thì anh có về Bến Tre không? Bến Tre cũng có. Chắc là chưa biết. À. Năm nay em Tết Việt Nam nhờ? Tết Việt Nam. À chưa biết. Năm nay em tới Việt Nam chứ gì nữa, sao đâu nữa. Không có, sẽ ở lại Việt Nam hả? Không biết đi đâu được. Tuần trước là bad, jet lag bad. Còn giờ là anh hết mệt rồi đúng không? Bây giờ thì không được. Bây giờ thích rồi, thích dày quá anh rồi. Trời ơi. Thích dày quá anh rồi. Không touch là không có lucky nữa. Sorry. Gia đình anh á? Còn ai ở Việt Nam không? Anh Ly, anh có còn giữ liên lạc với bầu Đức không anh Ly? Chưa. Chỗ này á, thống nhất chúng mọi người hỏi taxi đi chút xíu nữa đi máy bay á, sang máy bay á, mà nói là đi sang thống nhất phải không? Sang nhất sân thống nhất sân đá banh mà nghĩ là nói là sang sân máy bay mà sang máy bay là nói gì? Sân to sân Nhật sân bay sân nhất sân sân Nhật nghĩ là anh nói đó nhất chưa về đâu mà nói sao sân thông sân thống nhất thống nhất hai chữ thống nhất sân bay ba chữ Tân Sơn Nhất hai chữ. Bữa nào interview á mình nói tiếng Việt nha. Đang tập cho sẽ làm được. Hả? Giờ anh đang học à? Học với nhau nè. Đang lên đi nè. Vậy bữa nào anh đi tập anh cũng ra sớm đi, cứ xong rồi ra tập nói tiếng Việt. Alo. Nghe bộ. Nhiều đi nè. Sao? Mồ quá. Rickit. Ồ hay quá. Rickit. Cả hai điện thoại á. Rickit. Mình xuống sân mình đấu tập á. Ghi cái ba bàn không? Luôn nhớ không? Biết. Nhớ không? Nhớ. Có cái video không? Không thấy. Hồi xưa lắm. Đâu đâu? Đi lại à? Đá với ai? Nhớ không? Mình đúng nhớ mà. An Giang thì lúc đó mình đi đá mới đúng. Đó là đá đầu tiên á. Ở Việt Nam. Đó là trận đầu tiên. Vừa xuống cái là ra đá liền luôn đúng không? Hay gì ta? Giống như hôm qua. Nó trẻ khỏe. Là yesterday. Hôm qua ba xuống là giữ một bàn 10 năm rồi. Lần 3 bàn, 10 năm trước 3 bàn, 10 năm sau 1 bàn. Nhưng mà 10 năm sau là phải xuống thông bay 2 tuần mới được ghi bàn. Từ từ nữa. Nó Kẹt lắm. Em đang ở đâu? Ý sao giờ anh không để tóc dài nữa? Trời ơi. Follow rồi nha. Follow là nhắn tin tại vì muốn đổi.
Với lại đây nó nóng có, đúng không? Có, à, nóng thì sao? Tập dài có 3 năm rồi, 3 4 năm. Tóc này đẹp trai hơn đúng không? Mai tập á. Anh mua iPhone 12 đi, có 5G. Có iPhone 12 mà. Ồ, oh. Bên Mỹ. À, anh mua bên Mỹ hả? À. Bên Mỹ bán bao nhiêu? Mấy trăm đô. Bán nhiều cả. À, sao chứ mấy cái chứ bên này nó bán mắc lắm anh. Ở đây không có. Mắc. Nó bán mắc lắm. Bao nhiêu? Bên Mỹ rẻ hơn. Nó bán 50 triệu. No no, giờ còn có bao nhiêu đô? 30 mấy triệu. À, 1.500 đô. Ờ, 2.000 đô, gần 2.000 đô. 2.000 đô là bên Mỹ là giống là 1.000 mấy. Đó, vẫn rẻ hơn mà. Rẻ hơn. À, 2.000 rồi. Bữa mà anh sắp nguyên cái túi iPhone này về là ngon rồi. Rồi, không phải nói. Cắt đường, tắt đường. Đợi anh là từ đầu năm ngoái rồi. Năm ngoái có tin anh về mà. Ờ. À. Nói nói sao nói close Việt Nam là nói sao close không là close là giống là rồi chúng nói tiếng Việt close là nói sao đóng à đóng cửa à phải không không giống là chút xíu nữa là sẽ có à là gần đúng không gần đúng không xích nữa à không giống là mình với đội thành phố là nói được mà câu lạc bộ Inter không có cho à Beckham nói gì anh à Beckham cho là sẽ rất xong rồi mà Beckham không cho à không có cho vì sao Beckham không cho tại thích ly nguyện nhiều quá Because Harry Potter thì cách tóc dài hả? Muốn tóc dài giống Ly mà biết hai anh em biết. Ủa anh có xe hơi riêng đội có cấp xe hơi cho anh không anh Ly? Không có. Đi taxi thì không biết mà. Chỉ thấy là do ảnh không biết đường. Do anh không biết đường đúng không? Sao xe không biết đường mà. Chứ nếu mà anh biết đường là đội cũng cấp xe cho anh đúng không? Này lấy nghịch đúng không ta? Bên Mỹ với bên này lái bên phải. Anh em. Ờ giống nhau. Giống nhau. Giống nhau. Tay là giống mà. Giảm cân á, cân nặng á. Cân nặng. Hay á. Không giống nhau mà. Kilogram á. Không lát nữa bung lên giờ, lát nữa có đồ vô bung đi. Đó tên đòn rồi. Tập đèn mà anh. Giờ nhiêu anh, giờ anh bao nhiêu ký? Ký, không biết ký. mà pound là 154. 154 pound. Ờ. Đó là how many ký? Anh cao bao nhiêu? 58. Cao 58. Anh bảo nó lên Google. Đừng có giả rồi, mình nổi tiếng mà. Đúng rồi. Google nó không có chính xác. Anh bảo lên Google tìm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.